Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 1 và bài tập số 2, trang 26, sách giáo khoa toán lớp 5, bài đề ca mét vuông, hecto mét vuông. Bài tập 1 yêu cầu các con đọc các số đo diện tích và bài tập 2 yêu cầu các con viết các số đo diện tích. Khi đọc hoặc viết các số đo diện tích, ta đọc hoặc viết phần số đo trước, sau đó đọc hoặc viết đến phần tên đơn vị đo diện tích. Chúng ta cùng đi vào bài tập cụ thể. Bài 1. Cô có số đo diện tích đầu tiên. Như đã nói, khi đọc số đo diện tích, ta đọc phần số đo trước. 105. Sau đó ta đọc đến tên đơn vị đo diện tích. Ở đây, đơn vị đo diện tích là đề ca mét vuông. Số đo diện tích này cô đọc là 105 đề ca mét vuông. Tiếp tục. Chúng ta đọc phần số đo trước là 32.600. Sau đó, ta đọc đến phần tên đơn vị đo diện tích là đề ca mét vuông. Số đo diện tích này cô đọc là 32.600 đề ca mét vuông. Số đo diện tích thứ 3 chúng ta có. Đọc tương tự. Đọc phần số đo trước là 492. 492. Và sau đó đọc đến tên đơn vị đo diện tích. Ở đây, đơn vị đo diện tích là hecto mét vuông. Hecto mét vuông. Ta đọc được là 492 hecto mét vuông. Cuối cùng, cô có. Số đo diện tích này cô đọc là 180.350 hecto mét vuông. Mét vuông. Như vậy,
Cô đã hướng dẫn xong cho các con bài tập số 1, trang 26, sách giáo khoa toán lớp 5. Chúng ta tiếp tục đến với bài tập số 2. Tương tự như cách đọc, về cách viết, chúng ta cũng viết phần số đo trước, sau đó viết đến tên đơn vị đo diện tích. Bài 2. Câu A. Đề ca mét vuông. Ta viết được là 271. Đây là phần số đo ta viết trước, sau đó ta viết đến tên đơn vị đo diện tích là đề ca mét vuông. Ta viết bằng ký hiệu đề ca mét vuông. Câu B. 18.954 đề ca mét vuông. Đề ca mét vuông. Cô viết được bằng 18.954 cùng với ký hiệu của đơn vị đề ca mét vuông. Câu C. 603. Hectomet vuông. Cô viết được bằng 603 hectomet vuông. Câu cuối cùng, câu D. 34.000 620 hectomet vuông. Cô viết được bằng 34.620 hectomet vuông. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 1 và bài tập số 2. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 3, trang 26, sách giáo khoa toán lớp 5, bài đề ca mét vuông, hectomet vuông. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta viết số và phân số thích hợp vào chỗ chấm. Để làm bài tập này, chúng ta áp dụng các cách đổi như sau. Một đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông, hay 1 mét vuông bằng 1 phần 100 đề ca mét vuông. 1 hectomet vuông bằng 100 đề ca mét vuông, hay 1 đề ca mét vuông bằng 1 phần 100 hectomet vuông. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết.
Câu A, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có 2 đề ca mét vuông. Ta có 1 đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông. Như vậy 2 đề ca mét vuông sẽ bằng 200 mét vuông. Ta có 1 hectomet vuông bằng 100 đề ca mét vuông. Như vậy 30 hectomet vuông sẽ bằng 3.000 đề ca mét vuông. Tiếp theo cô có 3 đề ca mét vuông 15 mét vuông. 3 đề ca mét vuông 15 mét vuông. Ta có 3 đề ca mét vuông bằng 3 đề ca mét vuông cộng với 15 mét vuông. 3 đề ca mét vuông sẽ bằng 300 mét vuông cộng với 15 mét vuông và bằng 315 mét vuông. Tương tự, 12 hectomet vuông và 5 đề ca mét vuông. Cô có 1 hectomet vuông bằng 100 đề ca mét vuông. Ta viết lại được bằng và thực hiện đổi 12 hectomet vuông bằng 1.200 đề ca mét vuông cộng 5 đề ca mét vuông và bằng 1.205 đề ca mét vuông. Hai trăm mét vuông bằng, ta có 1 đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông. 200 mét vuông sẽ bằng 2 đề ca mét vuông. Cuối cùng, 760 mét vuông bằng, cô tách 760 bằng 700 mét vuông cộng với 60 mét vuông. 700 mét vuông chính bằng 7 đề ca mét vuông cộng với 60 mét vuông và bằng 7 đề ca mét vuông, 60 mét vuông. Câu B, viết phân số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có 1 mét vuông. Theo hướng dẫn của đề bài, ta có 1 mét vuông bằng 1 phần 100 đề ca mét vuông.
tương tự 3 mét vuông sẽ bằng 3 phần 100 dk mét vuông và 27 mét vuông sẽ bằng 27 phần 100 dk mét vuông. Một dk mét vuông bằng, cô có một dk mét vuông bằng 1 phần 100 hecto mét vuông. Cách đổi này cô đã đưa ra ở đầu bài. Như vậy, nếu như 1 dk mét vuông bằng 1 phần 100 hecto mét vuông thì 8 dk mét vuông sẽ bằng 8 phần 100 hecto mét vuông và 15 dk mét vuông cũng sẽ bằng 15 phần 100 hecto mét vuông. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 3. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 4, trang 27, sách giáo khoa toán lớp 5, bài dk mét vuông, hecto mét vuông. Bài tập 4 yêu cầu các con viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là dk mét vuông theo mẫu. Mẫu chúng ta có 5 dk mét vuông, 23 mét vuông bằng, giữ nguyên 5 dk mét vuông, biến đổi 23 mét vuông bằng 23 phần 100 dk mét vuông, ta được 5 và 23 phần 100 dk mét vuông. Để làm bài tập này, ngoài quan sát mẫu, chúng ta áp dụng các cách đổi 1 dk mét vuông bằng 100 mét vuông hay 1 mét vuông bằng 1 phần 100 dk mét vuông. Chúng ta cùng đi vào bài tập. Ta bắt đầu từ số đo thứ 2. 16 dk mét vuông. 91 mét vuông. 16 dk mét vuông. Ta có 1 mét vuông bằng 1 phần 100 dk mét vuông. Như vậy 91 mét vuông sẽ bằng 91 phần 100 dk mét vuông. Và ta viết được bằng 16 và 91 phần 100 dk mét vuông. Số đo tiếp theo, 32 dk mét vuông, 5 mét vuông. Thực hiện tương tự như mẫu và số đo vừa rồi, chúng ta giữ nguyên 32 dk mét vuông và biến đổi 5 mét vuông bằng 5 phần 100 dk mét vuông. Ta viết lại được bằng 32 và 5 phần 100 dk mét vuông. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 27, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!